Xin rồi, chào mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ mình dẫn Su đi xuống quán bún đậu bánh tôm để Su ăn tối nè mọi người. Cho hôm nay Su nhìn bà Su thành ra bà Tám nhiều chuyện đây. Trời ơi, coi chị đẹp gái như kìa anh em. Vô quán ăn mà chưa gì hết là để gặp fan nè. Em coi Su nè. Trời ơi, bữa giờ nó đòi lên nhà thì gặp Su luôn á. Lên nhà hả? Ở đây để anh dẫn Su đi vô trong kia sáng sáng. Đi vô đây chụp đây nè. Rồi đi đây, vô đây rồi chú cho chụp. Đây. Trời ơi, nó ghiền lắm. Đây đó mọi người ơi, để đi đến cái quán cô Duyên này nè để ăn bún đậu mắm tôm mà đã gặp mấy mấy anh yêu mến. Rồi đứng đây đi. Rồi đứng. Em vô đây, vô đi con, vô chụp hình với mình đây. Mình chụp không? Mình chụp với Su không? Không ạ, rồi Su thương yêu nha. Rồi. Làm Su xí sợ. Ủa ra không? Đây này, bên cánh bằng bên em chụp cái xé. Đó, 2, 3. Dễ thương không? Không, cái đó thì sáng thôi chứ không có tối đâu. Rồi. Rồi con đi với em đây, dẫn em ra đây. Bắt tay Su đi. Đi ra đây, đi anh đi con. Rồi, chụp cho nó đi gái. Chịu đè, bắt tay với anh rồi. Hôm nay là vui chưa? Vui à. Vui à, gặp Su vui à con. Con cái đít bà ba kia nè mọi người. Con cái đít bà ba này chịu nổi không? Dài thôi chứ. Thôi, thôi Su đi ăn, đi ăn. Rồi, thôi. Bà ba đây, chào Su đi về. Đây đây rồi, em thả Su ra đây là nhận Su đi ăn. Su đi đây. Rồi, phải không? Su đi qua đây nè, đi đây nè. Đi vô quán ăn đi con. Đi đường chính nè. Đây nè, dễ thương không vậy? Vô quán nha. Cô bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm đây nè mọi người. Đây. Nay là ăn bún đậu buổi tối anh em à. Đợi xíu anh em. Đợi ngồi bàn đây đi cho nó mát. À đợi một xíu họ dọn xong bàn là bắt đầu mình ngồi bàn đó nha anh em. Su ơi. Đây để cho em trong cái chờ đợi rồi cho em về một lần nữa. Su cũng đây ăn đồ xay ra nè. Xay ra. Ơi. Lần nào mới đăng lên để coi nữa. À mai đăng lên cho xem. À mai về là chúa chứ. Mai nha con. Mai là đăng hết nha con. Đây kìa. À. Đang đợi vàng anh em ạ. Hôm nay là mình diện cho Su một cái bộ đồ bà ba nha. Đó, bà ba đây là nói chung là nó hơi hiện đại một xíu. Bà ba đây là mình của bà bốn đó mọi người. À. Để mong vì thấy sợ chị ơi. Thôi bè rồi thôi luôn bè. Em ôm xíu với anh Thắng. Xe gì đây là bánh tôm mà. Ôi trời ơi, thằng tôi rồi. Đó. Trời ơi, con vừa mới thấy cách đây một tháng lên video quá. Đúng rồi. Này chị Thanh, Thanh Su. Ủa, đây là quay mà đúng không? Dạ, rồi bây em tự lấy hình ra. Trời, rất là vui khi được gặp bạn Su ở đây luôn á. Rồi, nè bạn Su nè. Rồi, đây là một phút. Rồi, cảm ơn nha. Thương chị Su quá. Thôi đi vô bàn đi con. Đúng rồi, Su ơi. Rồi thôi, mai khoan nó vô bàn để ăn đã. Dạ chị nha con, chị Su đi ăn tối đây. Ê, lại nói chuyện không biết gì luôn. Nghĩ mà nha. À, xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ mình dẫn Su đi xuống quán bún đậu bánh tôm để Su ăn tối nha mọi người. Cho hôm nay Su nhìn bà Su thành ra bà Tám nhiều chuyện đây. Trời ơi, coi chị đẹp gái như kìa anh em. Đó, cởi giày ra cho Su để Su thoải mái. Này có thấy dễ thương không? Mẹ biểu là mang giày ra đi từ trong nhà ra để đi ăn đó. Em nó lo nó mang ra cho con em sao? Ừ, đúng rồi.
Ở đâu ghế anh em, cái ghế này là ghế của Su nè anh em à. À, ghế VIP của Su ấy. Đó, ghế anh đó là xíu nữa là sẽ để cho Su ngồi rồi đó. Con đưa cái đầu giờ nằm vô đây. Đó, anh đi đây, đưa đầu. Nhẹ vô đây. Cân được chứ. Đó. À, nay là để gọi món ra, mình sẽ quay rồi mình sẽ cho review cho anh em xem những cái món ăn mà tối hôm nay nha, mình sẽ ăn nha anh em. Ok. 2000 years later. Ok anh em nha, thì cái món hôm nay mình gọi đó chính là cái món món bún đậu món tôm anh em à. Hả à, mẹ giới thiệu cho mọi người về cái món này đi. Mọi người ơi, đây là bún đậu mắm tôm của cô Duyên Hà Nội đúng không con? Đúng rồi. Thì một phần phần bún này nè, sẽ gồm bún nè, chả, chả cốm, chả thường, rau và thịt heo anh em. Chả cốm nè, chả ram. Chả ram nữa. Đậu hũ đó. Đậu hũ. Rồi chả gì con, giống như là chả da, đúng rồi, và tất cả là được để trên một cái mâm, cái đây gọi là cái gì nè, cái gì ta, cái mẹt gì đó, à gọi là cái mẹt. và hôm nay là mình với mẹ mình sẽ uống một lon coca nha anh em. Nói chung là nay là uống coca không uống bia, nói chung là bia bọt là hạ người, đi xe an toàn đó, đi xe để cho nó an toàn anh em à. Mọi người ơi, còn đây là món sung. Su đây, Su bây giờ Su ngồi trên lòng mẹ như em bé vậy đó, anh em thấy không? Nhìn cái mặt nó dễ thương quá con. Mẹ mới cắt xong rồi mẹ sẽ phải sấy lên cái mặt dễ thương luôn ha. Không, đẹp mà, Su đẹp gái mà. Bây giờ anh em thấy không, đeo quá. Hôm bữa mẹ cắt cái mặt V-line, bây giờ nó ra cũng đẹp đó chứ. Kìa mà, bây giờ nhìn Su cân hết sức luôn á, chứ giỡn đâu. Dễ thương quá, kịp là màu xanh nữa, mọi người thấy nó điệu đà lắm không? Đó, chung cha anh em thấy không, đây, thấy cái màu xanh của Su này nè. Mọi người ơi, không biết hôm nay là Su bị gì mà Su bận quần đen nè. Đó, thì ăn cái món bún đậu này á, thì sẽ có một cái phần nước chấm anh em ạ. À. Đó là mắm tôm đó, đặc trưng của cái món này nè. Hai nước chấm anh em ạ. À. Đó, rất là ngon luôn, để ăn chung với một cái phần bún này. Đó. Bún đậu này thì nếu mà nước chấm này là mình muốn cho nó sùi, nó ngon lên là phải dắt bắt cái quả tắc vô. À, quả tắc. Này, tắc đây anh em, tắc đây. Ớt, ăn ớt bao nhiêu thì cắt bao nhiêu ớt vô. Đó là quả tắc này là nặng vô trong cái chén này là nó sẽ rất là ngon nha anh em. Ok. Sùi bọt lên nè. Đó, anh em thấy không? Sùi bọt lên nè. Sùi bọt lên. Mình hửi là mình nghe một cái mùi đó, nó thum thum thôi thôi vậy mọi người. Nhưng mà ăn vô là nó đúng chất của nó, rất là ngon á. Chị Sâu kìa, chị làm sợ la như vậy đi mà. Chết đi chưa? Đó mọi người ơi, ai đến lại ghé tới cái quán bún đậu mắm tôm này ăn này, rất là ngon. Ok anh em nha, thì bây giờ để mình thử một miếng, một phần thử cảm giác nó như thế nào nha anh em. Đây, đầu tiên là cái phần chả, phần đậu chứ. Này, chấm vô nước chấm nè. Thật sự rất là tuyệt vời luôn anh em à. Nếu mà anh em mà chưa có cơ hội thưởng thức thì hãy nên thưởng thức một lần đi, để biết được cái mùi vị của bún đậu mắm tôm nó ngon như thế nào. À. Đây mọi người, mình ăn cái đặc trưng của cái món này là cái món mắm tôm. Đó thì bây giờ để mẹ mình ăn. Một miếng nha. Xin mời mọi người nha. Mọi người ăn bún đậu mắm tôm với gia đình mình nha. Ăn miếng chả cốm chứ. Mà cho Su ăn miếng nữa. Su bây giờ Su ngủ nghiêng đầu rồi em ạ. Ngon đúng không mẹ? Ngon đúng không? Tuyệt vời luôn á. Ngon quá. Đây mình lấy cho em một miếng này. Đây là cái món này của Su nè mọi người. Đây, để bây giờ mình thử cái miếng chả ram này đi mà. Nhất dách số 1 anh em à. Đây mọi người ơi. Đó. Số rồi được ăn nhỉ anh em. Một đút vậy đó. Rất là kiếm, không ăn con. Không ăn. Không ăn. Kiếm ăn, không ăn nè mọi người thấy không? Ăn đi. Đó, không ăn. Do là Su ăn những cái món của Su thôi. Còn đây là Su chỉ đi theo rồi chơi cho vui. Ok anh em nha, thì thôi để bây giờ mình và mẹ sẽ thưởng thức cái buổi tối ngày hôm nay. Một xíu nữa về mà mình sẽ quay cho anh em thêm một cái phần gọi là đùa giỡn với Su nữa để cho anh em xem. Ok, let's go. A few inches later. Đây nha anh em, mẹ với mình là ăn nói chung là gần hết một cái dĩa rồi, mới gọn thêm một cái phần bún thêm đó anh em à.
là anh em có thể biết được là cái độ ngon của cái bún đậu mắm tôm này là như thế nào rồi đó. Ngon lắm anh em à. Cái món này là bạn thật cay nó ngon không? Món này phải cay nó mới ngon, không cay nó ngon nó mắm lắm. Anh em biết không, cái món bún đậu và món tôm nè, không phải là có thể là không phải là người nào cũng ăn được đâu, sẽ có rất sẽ có những người là không ăn được cái loại cái mắm này đâu anh em đó, nhưng mà đảm bảo mà ăn được rồi á thì sẽ rất là ghiền luôn. Mày nghe ngon nghe hôi quá con ha, mọi người ở nghe ngon nghe rất là hôi nha, mà ăn vô lại không nghe mùi hôi. Không biết là cái món bún đậu món tôm nè nước ngoài có không nhỉ? Thì cái món là ngon đã chắc khó mắm nó đẹp đúng rồi. Nói chung là có thể là cái clip này á, mình làm cho nhiều người cũng như là nhiều anh em ở nước ngoài xem á, có thể là nhiều anh em không biết được cái món bún đậu bún tôm này đâu, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì hãy nên một lần để thử qua cái món này để biết được cái độ là ngon sắc sảo của nó như thế nào anh em ạ. Sâu đây sâu bây giờ là cứ nằm trên lòng vậy thôi, ngủ từ hồi mà ăn đến bây giờ mà vẫn ngủ đó anh em. Giờ chiều mẹ tắm á, xong rồi mát quá rồi ra đây ngồi gió hiu hiu xong rồi ngủ luôn. Anh em cái anh em anh biết không, hồi chiều á chị dơ quá mình mới nói mẹ là tắm cho chị đi, tắm cho chị xong bây giờ chị sạch sẽ quá, bây giờ chị cứ nằm trên lòng mẹ mình vậy đó, chị ngủ luôn, chị ngủ từ hồi mà lúc mà gọi món ra ăn xong rồi bây giờ vẫn nằm ngủ đó. Trời ơi để bữa nào mọi người ơi, bữa nào để review cho mọi người xem cái món. Mọi người biết món gì không? Chắc có món vịt lộn đó con. Vịt lộn anh em à, đúng rồi. Bởi vì cái kênh này là mình làm cho nhiều anh em ở nước ngoài xem thì có thể là anh em chưa biết cái món vịt lộn đâu. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm cho anh em xem một cái món đó. Để bảo anh em coi đi, anh em sẽ ghiền luôn. Đó, nhiều lúc sợ anh em, nhiều anh em lại sợ không dám coi chứ giỡn đâu. Ăn vịt lộn thì đối với người Việt Nam mình thì ăn thấy là rất bình thường. Sợ ăn rồi là thấy là rất là ngon mà mọi người. Đó thì ok, thì hôm nay có clip thì có gì thì mình sẽ làm một cái clip về cái món đó cho anh em xem. Đó thì ok. Bây giờ nha, bây giờ mày ăn xong rồi mày quên đem tiền rồi xu phải ở lại đây nghe chưa? Này anh em, ăn sạch hết rồi. Mày bây giờ mẹ với mình quên mơn mang tiền rồi. Xu ở lại nha. Ở lại hay là về? Không, xong ở lại. Nếu ở lại, nếu đi về thì hỏi nè. Một cái máy nó tao lên mày cha về. Một cái máy tao lên, nó tao lên mày về. Không, ở lại. Thôi, thôi ở lại đi. Cháu xong ở lại đi. Còn hỏi đó thật nên nó nói không? Anh em thôi bây giờ cháu xong ở lại nha. Chứ giờ mình với mẹ quên mang tiền mất rồi mà. Nè, trả lời đi. Một cái máy. Xong, ở lại không? Một cái máy. Không. Đây anh em, bill hết 95 ngàn. Đây, anh gửi. Nói họ đây đi. Một cộng một bằng mấy? Không. Giỏi. Bây giờ ở lại hay đi về? Ở lại hay đi về? Ở lại thì sủa lên. Còn đi về thì không thì im lặng. Ở lại hay đi về? Ở lại hay đi về? Hả? Đánh nghiêng kìa. Ở lại đúng không? Ok, mình cảm ơn. Ở lại hay đi về? Rồi đi về. Đi về. Ngồi xuống đèn không giờ thở, sợ bỏ nè. Thấy chưa? Lại đây, xuống đi xe cho anh này. Vậy, anh em đi không? Đi ăn đã đi, giày dép giờ vứt bơ luôn nè. Đứng lên, đi xe cho anh nè. Xe mình đâu rồi? À, xe kìa. Đi đây, quay lại. Ôi kìa. Quay đây. Đó thì ok anh em nha, thì ngày hôm nay là giới thiệu tới tất cả anh em một cái buổi tối của nhà mình. Đó thì đi ăn bún đậu mắm tôm đó anh em mà xem clip mà thấy hay thì nhớ nhấn like đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ Su ngày càng phát triển nha anh em. Thì hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Ok.